cho các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách trang trí đĩa thức ăn bằng dưa leo và cà chua, rất là đơn giản. Thì mình dùng ở đây một trái cà chua và một trái dưa leo. Thì cà chua các bạn mua trái đỏ như vậy cũng được, màu trái hơi hồng hồng cũng được. Ở đây thì mình dùng trái cà chua thịt đỏ ha. Thì cà chua với dưa leo này mình ngâm nước muối 15 phút, rồi mình rửa sạch lại với nước lạnh nha các bạn. Tại vì mình ăn sống nên mình phải ngâm nước muối. Mình dùng một cái lưỡi lam để tỉa và một con dao để cắt. Thì trước tiên bây giờ mình sẽ cắt dưa leo trước. Thì dưa leo mình không có dùng cái phần đầu này, mình cắt nửa trái dưa leo và tiếp tục là sẽ cắt đôi trái dưa leo này ra. Rồi mình sẽ cắt dưa leo này từng lát mỏng nha các bạn, từng lát mỏng, thiệt mỏng luôn ha. Đó, từng lát mỏng như thế này nha các bạn nha. Đây mình sẽ để ra cái thớt cho các bạn xem. Các bạn cũng có thể mua cái dưa leo mà non ở trong các chợ, các siêu thị á, thì cái vỏ nó sẽ xanh hơn dưa leo ở ngoài chợ của chúng ta. Dưa leo ngoài chợ thì thường là lấy dưa leo nhà vườn người ta đi bỏ rồi bán nha, cho để nó hơi lâu thì nó sẽ không xanh và cái hộp nó sẽ hơi to hơn. Còn mua dưa leo trong các siêu thị thì người ta lấy cái số lượng không phải giống như ngoài chợ, nên cái trái dưa leo mà loại dưa leo non đó thì nó cái vỏ rất là xanh, rất là đẹp luôn. Nó sẽ nổi cái dĩa của chúng ta hơn. Sau khi cắt dưa leo xong rồi, mình cũng sẽ để qua một góc của cái thớt như thế này. Và tiếp đến cái phần cà chua. Thì cà chua này mình sẽ dùng cái lưỡi lam để mình tỉa hoa. Mình dùng cái lưỡi lam thiệt sắc nha các bạn. Đầu tiên á thì đây, mình sẽ cắt cái đầu chóp của cái dưa leo một xíu thôi nha các bạn. Đó. Và bây giờ là chúng ta xoay vòng ha. Xoay vòng cứ từ từ nha các bạn, tại vì cái khúc này nó dễ bị đứt lắm nè. Đó, xoay vòng. Xoay vòng cứ từ từ như vậy nè, đó. Xoay ngược cái tay. Thì nói chung các bạn thuận cái chỗ nào thì các bạn xoay chỗ đó nha. Đó, các bạn cứ xoay lượt lượt hết cái một cái vòng cái trái cà chua là được. Sau khi mà còn đến cái phần của cái trái cà chua này, phần cuốn này thì các bạn để lại và các bạn dùng con dao hoặc là lưỡi lam cũng được, bắt cắt, cắt ngang cái này, cắt cho nó dính nha các bạn. Đó, các bạn cắt như thế này, cắt ngang ha, cắt ngang cho nó dính lại. Và cái lưỡi lam á thì cũng mình đã bẻ làm đôi ra thì nó cũng dễ làm hơn là để nguyên cái lưỡi lam nha các bạn. Các bạn để nguyên cái cũng được, nhưng mà nhiều khi chưa có quen tay thì nó sẽ dễ đứt. Mình bẻ ra thì mình dùng cái đầu này kéo từ đây xuống và kéo lên kéo xuống như vậy thì nó sẽ dễ hơn. Còn phần tiếp theo thì mình sẽ cuộn cà chua. Đây, mình cuộn từ cái đế này nha các bạn, mình thả xuống như thế này luôn. Đây, mình sẽ thả xuống ha. Đây, đó, thả xuống như vậy. Và mình cuộn nha, cuộn theo hình tròn trước, cho cái này nằm ở giữa, cái này nằm cái nào. Đó, các bạn nhìn thấy không? Cái này phần trái cà chua nè, đây mình để rồi, mình bỏ vào cái lớp đầu tiên, mình ịn lớp đầu tiên xong mình sẽ cuộn nha, cuộn cho nó vô trong này nha các bạn nha. Cũng có rất nhiều cách làm hoa từ trái cà chua, nhưng mà cái cách này là cách rất là đơn giản cho những cái bạn mới biết đó. Mình cứ cuộn từ từ, đây mình sẽ làm từ từ cho các bạn xem ha. Mình cứ nhét như vòng tròn vậy đi, rồi đó thì mình chỉnh sửa lại nó sẽ dễ hơn nè. Đây nè, cách này là rất là dễ luôn nè.
Đây mình sẽ cho nó vào vòng tròn hết cho một giá cà chua này nha. Đây, cuộn lại hết vòng tròn luôn. Đó, cho nó vào trong cái ruột cà chua, nhét nó vô. Đó, nhét nó vô tới đây. Rồi, giờ tới đây là chúng ta sẽ chỉnh sửa lại cái bông hoa của chúng ta nha. Rồi, nong nó ra. Như vậy là nó đơn giản cho những cái bạn mới tập làm. Còn những bạn mà làm nhiều lần quen tay rồi thì không cần nhét như vậy, nó sẽ có một cái cách khác, nó sẽ đẹp hơn. Xong cái còn cái phần này chúng ta sẽ nhét xuống. Đó, làm cái nhị hoa. Hoa cà chua nha các bạn. Đó. Cho cái này nó nhỏ xuống làm cái nhị hoa. Rồi, bây giờ mình cứ để cái này qua một bên đi đã. Rồi phần tiếp theo thì mình sẽ dùng một cái đĩa cái hình chiếc lá. Các bạn cũng có thể dùng cái đĩa hình bầu dục, hình thoi, hình tròn tùy ý ha. Ở đây mình sẽ dùng cái đĩa hình chiếc lá này. Đầu tiên thì mình sẽ xếp một cái hàng, nó nằm ở phía này, một cái hàng cong chồng lên nhau. Đây mình sẽ nắm một nắm dưa leo luôn, chồng lên nha các bạn. Một cái hàng cong, hàng cong. Đó, mà hàng cong như thế này ha. Mình sẽ sắp đây. Mình lựa những cái miếng lớn trước đi cho nó dễ. Đây cái miếng lớn này mình sẽ sắp hàng cong cái này. Đó. Những cái hàng cong đầu tiên cho nó hơi cong một tí thì nó nhìn nó cái dĩa của chúng ta nó sẽ nhìn hay hay hơn là mình để bằng. Mình thích cái vòng tròn nên mình hay làm cong lắm các bạn. Rồi, dừng ở ngay ở giữa đây. Ở bên đây mình cũng bắt từ bên này qua nha. Bắt từ phía bên phải qua. Mình bắt bên trái qua trước hay bên phải qua trước đều được, không có quan trọng là phía nào hết. Tùy theo ý của mình ha. Đây. Mình sẽ bắt qua. Bắt qua như vậy. Rồi, cái này mình sẽ chỉnh lại một tí. Đó, các bạn cứ làm từ từ thôi. Đây là mình làm cái cách mà mới biết làm luôn. À, đó. Cho cái này khúc ở giữa này thì mình sẽ cho nó nhọn xuống đây tí nha các bạn. Rồi, tiếp theo á, còn khúc trên thì mình cũng làm lần lượt như vậy, nhưng mà mình không có chồng như vậy nữa, mình sẽ xếp từ chỗ này xếp qua. Đây, mình sẽ xếp từ chỗ này xếp qua. Như vậy, bắt đầu các bạn xếp cho xong luôn ha. Đó, các bạn sắp cái hình dưa leo vòng cung như thế này và xếp hình vảy cá. Còn đến phần còn một cái hoa thì chúng ta sẽ đặt một cái hoa ở ngay góc này cũng được, mà góc giữa này cũng được. Thì ở đây các bạn đặt cái hoa như thế này. Đó, cũng có thêm đặt thêm một cái hoa như thế này cũng được. Bây giờ mình sẽ tỉa thêm một cái nữa nè. Mình đã tỉa thêm một cái nữa rồi đây nè. Thì tỉa thì nó cũng rất là nhanh thôi. Đây lúc nãy lúc đầu mình kêu là làm một cái, nhưng mà để nếu các bạn làm những cái dĩa to thì các bạn cũng có thể làm hai cái ha, hai cái cũng được. Đây mình làm dĩa nhỏ thì một cái, dĩa bự thì hai cái nha các bạn. Mình sẽ đặt cái bông hoa thứ hai này vào đây. Đó, mình sẽ đặt hơi nghiêng một tí, rất là đơn giản phải không các bạn. Còn cái phần này là mình sẽ làm sau nè, cái phần đồ dư này nè. Đó, vậy là cái cách trang trí đĩa rất là đơn giản đã cùng với dưa leo và cà chua đã xong rồi. Chào và hẹn gặp các bạn trong clip tiếp theo. Chúc các bạn thành công với cách trang trí như thế này. Và chúc các bạn là có một cái món ăn và cách trang trí nhìn rất là bắt mắt và hấp dẫn cho gia đình vào những cái ngày dịp Tết, dịp lễ, hoặc là những cái tiệc tùng với bạn bè và gia đình